Kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu, mời quý vị cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị, dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu, trời có mây, có mưa rông rải rác, ngày nắng gián đoạn, trong mưa rông đề phòng lốc sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ phổ biến là từ 20 đến 34 độ, còn ở vùng núi cao là từ 18 đến 25 độ. Độ ẩm ở đây là từ 60 đến 95%. Cụ thể tại khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ là từ 20 đến 29 độ và độ ẩm ở đây là từ 65 đến 95%. Còn tại Mường Tè thì nhiệt độ là từ 22 đến 34 độ và độ ẩm ở đây là từ 60 đến 95%. Tại Sinh Hồ thì nhiệt độ là từ 18 đến 25 độ và độ ẩm là từ 70 đến 95%. Khu vực Than Uyên nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Tại khu vực Nậm Nhùn, nhiệt độ ở đây dao động là từ 22 đến 34 độ và độ ẩm là từ 60 đến 95%. Tại khu vực Tam Đường thì nhiệt độ là từ 21 đến 33 độ và độ ẩm là từ 60 đến 95%. Tân Uyên nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 33 độ và độ ẩm ở đây là từ 60 đến 95%. Cuối cùng là tại huyện Phong Thổ, nhiệt độ dao động từ 22 đến 34 độ và độ ẩm từ 60 đến 95%. Vâng, thưa quý vị, thời tiết trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục xuất hiện mưa nắng thất thường, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi vằn phát triển. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới bệnh sốt xuất huyết, sốt rét bùng phát trên diện rộng, đặc biệt là tại tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 64 trường hợp mắc sốt rét, đứng thứ hai toàn quốc. Người dân nên cảnh giác nguy cơ dịch chồng dịch, do thời điểm này thì dịch đang diễn biến phức tạp và khó lường. Vì vậy, quý vị và bà con cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm như là phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thoát nước, thực hiện vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, thu gom và xử lý các phế liệu, phế thải, các dụng cụ chứa nước. Khi thấy một trong những biểu hiện như là đau đầu, có thể có nổi mẩn, phát ban, da sung huyết, chán ăn, buồn nôn, đau cơ khớp, người dân cần phải đến ngay cơ sở y tế để được khám điều trị sớm, hạn chế các biến chứng của bệnh. Vâng, trên đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.